Cái này là mình mua ở dưới đó mình đem lên ha, bán hả chú? Dạ. Dạ. Ghe. Yeah. Mua dưới ghe đem lên. Là những toàn khách tham quan. Xin chào. Xin chào. Cái chợ người ta bán lại. Cũng rất là vui như thế này. Hay là Cồn Khương cũng có đổ về đây một số khách du lịch các bạn ha. Đó, ở đây là cái dưới sông. Đó, ở đây một số bà con du lịch. Xin chào, dạ. Rất là dễ thương các anh chị đây các bạn ha. Chiếc ghe mà phải nói là cổ lũ sĩ lắm rồi đó các bạn, là đoàn tàu lớn hơn. Chào. Wow, rất là nhiều như vậy. Đây là khách du lịch và có những anh bạn hướng dẫn viên các bạn nha. Tiếp theo hôm nay mình sẽ review với cô chú, các anh chị và các bạn chợ nổi Cái Răng các bạn nhé. Thì chúng ta đi chợ nổi Cái Răng ở bên Cần Thơ, đi qua chúng ta bắt gặp được những cái đèn như thế này, rất là đẹp như thế này ở trên cầu Cái Răng các bạn. Tới dốc cầu Cái Răng này chúng ta thấy được những cái đèn đẹp như thế này các bạn ha. Và giờ đây thì chúng ta đi về hướng chợ Cái Răng, chợ nổi các bạn. Rất là đẹp, mình thấy được ở xung quanh thì một số bà con tập thể dục các bạn ha. Còn về ở trên cầu chúng ta có thể nhìn xuống những cái cảnh xung quanh cũng rất là đẹp như thế này, nhất là khi mà các bạn nhìn ở trên cầu xuống sông nha, thì chúng ta thấy được cái sông nước ở dưới rất là đẹp. Cảnh của bà con sinh hoạt buổi sáng sớm. Buổi này là khoảng 5 giờ sáng hả chú? 5 giờ sáng ở đây hả chú? Giờ này chắc 5 giờ sáng, dạ. Cái này chợ nổi Cái Răng là người ta bán mua bán ở đâu chú? Sinh hoạt ở đâu chú ha? Cái chỗ chòm đằng đó đó ha. Dạ. Giờ này là đã mua bán chưa chú? Mua bán từ sớm rồi ha. Đó. Dạ dạ, con cảm ơn chú ơi. Đấy các bạn ha. Thì ở đây theo lời chú thì người ta đã mua bán từ sớm rồi. Ở trên cầu chúng ta có thể nhìn xuống thấy được cái cảnh đông đúc của bà con ở sinh hoạt ở dưới sông như thế này các bạn ha. Và bên kia là các bạn thấy được là chợ Lê Bình, mà mình cũng vào review một chút cho các bạn xem nhà lồng 3 ha. Mình không có vô nhà lồng nhưng mà mình review ở bên ngoài thôi. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được cái cảnh bà con ở khu chợ Cái Răng người ta sinh hoạt rất là vui như thế này, rất là đông đúc ha. Đó. Những cái đoàn khách du lịch mênh mông trên sông nước đây các bạn, rất là nên thơ như thế này. Ở dưới thì các anh chị nghệ sĩ ca cổ các bạn ha. Và cái trục sông này là một cái tuyến sông lớn các bạn, có thể chạy được những chiếc xà lan lớn như thế này. Các bạn có thể nghe được văng vẳng những cái tiếng ca cổ. Rất là thú vị.
chính vì ngày xưa cái sông này lớn như thế này, và khi mà đường lộ chưa phát triển các bạn, những ghe thương hồ tập trung về đây để mua bán, là cái tuyến đường ở cái răng này các bạn là có thể đưa hàng lên Sài Gòn hay là các tỉnh bằng cái phương tiện gọi là phương tiện đường bộ các bạn ha. Còn ngày hôm nay thì cái tuyến đường bộ có thể đi được tất cả các nơi. Chính vì thế mà những cái chợ nổi như thế này nó không còn gọi là thịnh hành như ngày xưa nhiều hơn nữa, mà chỉ để cho khách tham quan du lịch thôi các bạn. Chợ nổi Cái Răng thì mình thấy cái lòng sông này cũng khá sâu và cũng khá lớn các bạn nha. Các bạn nhìn cái lòng cái sông rất là lớn như thế này. Ở giai đoạn này, thời điểm này là khoảng 6 giờ sáng các bạn, 5 giờ mấy 6 giờ sáng, cái mặt trời đã mọc lên rồi ha, rất là rõ như thế này. Có những chiếc ghe chạy đi bán, gọi là bán rong ha, bán dài dài vậy á, để có những người người ta cũng mua hàng các bạn nha. Người mua hàng có thể là khách du lịch, cũng có thể là những anh chị em ở những chợ Cần Thơ hay là chợ nhỏ khác đến đây để mua hàng về phân phối lại ở những cái chợ của mình các bạn. Mình nhìn thấy được là cái anh ghe cào. Wow, anh ghe cào anh đang dỡ cái cào lên nè các bạn. Đây các bạn thấy nè, đó, đang dỡ cái cào lên nè. Đó. Rất là đông vui nhộn nhịp như thế này. Tàu tham quan du lịch thì chạy hầu như đông lắm các bạn nha. Nếu mình không có ở trên mình quay xuống gì, mình không có thể nào lấy hết được. Quá đông luôn. Và cái anh ghe cào này cũng rất là gọi là ngang nhiên ha, ngang nhiên giữa nơi mà người ta gọi là tham quan du lịch hay là gì không biết, nhưng mà công việc của anh là cứ cào cá. Cái này mình không biết là cái cách cào này là gọi là cào gì các bạn nha. Rất là thú vị các bạn ha. Xa xa một đoạn thì ảnh dở lên và lựa cá như vậy. Ra tới chợ là bán cá thôi. Đó. Cũng rất là dễ kiếm sống nha. Đây các bạn, ở trên cầu chúng ta có thể nhìn xuống thấy được cái cảnh đông đúc của bà con ở sinh hoạt ở dưới sông như thế này các bạn ha. Và bên kia là các bạn thấy được là chợ Lê Bình, và mình cũng vào review một chút cho các bạn xem nhà lồng 3 ha. Mình không có vô nhà lồng nhưng mà mình review ở bên ngoài thôi. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được cái cảnh bà con ở khu chợ Cái Răng người ta sinh hoạt rất là vui như thế này. Rất là đông đúc ha.
cái đoàn khách du lịch mênh mông trên sông nước. Rất là nên thơ như thế này. Ở dưới thì các anh chị nghệ sĩ ca cổ các bạn ha. Và cái trục sông này là một cái tuyến sông lớn các bạn, có thể chạy được những chiếc xà lan lớn như thế này. Các bạn có thể nghe được văng vẳng những cái tiếng ca cổ. Rất là thú vị. Chính vì ngày xưa cái sông này lớn như thế này, và khi mà đường lộ chưa phát triển các bạn, những ghe thương hồ tập trung về đây để mua bán, là cái tuyến đường ở cái răng này các bạn là có thể đưa hàng lên Sài Gòn hay là các tỉnh bằng cái phương tiện gọi là phương tiện đường bộ các bạn ha. Còn ngày hôm nay thì cái tuyến đường bộ có thể đi được tất cả các nơi. Chính vì thế mà những cái chợ nổi như thế này nó không còn gọi là thịnh hành như ngày xưa nhiều hơn nữa, mà chỉ để cho khách tham quan du lịch thôi các bạn. Chợ nổi Cái Răng thì mình thấy cái lòng sông này cũng khá sâu và cũng khá lớn các bạn nha. Các bạn nhìn cái lòng cái sông rất là lớn như thế này. Ở giai đoạn này, thời điểm này là khoảng 6 giờ sáng các bạn. 5 giờ mấy, 6 giờ sáng. Cái mặt trời đã mọc lên rồi ha, rất là rõ như thế này. Những chiếc ghe chạy đi bán, gọi là bán rong ha, bán dài dài vậy á, để có những người ta cũng mua hàng các bạn nha. Người mua hàng có thể là khách du lịch, cũng có thể là những anh chị em ở những chợ Cần Thơ hay là chợ nhỏ khác đến đây để mua hàng về phân phối lại ở những cái chợ của mình các bạn. Mình nhìn thấy được là cái anh ghe cào. Wow, anh ghe cào anh đang dỡ cái cào lên nè các bạn. Đây các bạn thấy nè, đó, anh đang dỡ cái cào lên nè. Đó. Là đông vui nhộn nhịp như thế này. Tàu tham quan du lịch thì chạy hầu như đông lắm các bạn nha. Nếu mình không có ở trên mình quay xuống gì, mình không có thể nào lấy hết được. Quá đông luôn. Và đây là những anh chị ở những cái chợ khác đến và mua ở dưới ghe, chiếc ghe ở dưới sông như thế này các bạn, để về những cái chợ nhỏ bán lại. Ha 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 ha.
là thú vị. Rất thú vị các bạn ha. Ở đây là cái những cái người khách du lịch ở phương xa đến. Rất là thú vị. Đây là khách du lịch và có những anh bạn hướng dẫn viên các bạn nha. Đó. Anh bạn này đúng bài ở miền Tây luôn, nó mặc áo bà ba luôn á. Đúng bài ở miền Tây mặc áo bà ba hả? Ủa cái này là mình mua ở dưới đó mình đem lên ha, bán hả chú? Dạ. Dạ. Ghe. Yeah. Mua dưới ghe đem lên. Cái này là mình chở về chợ nào anh ha? Chở về chợ nào anh ha? À chợ Cần Thơ, dạ. Đại luôn hả? Chính đại luôn phải không? Một chén là hai chén. Còn đây là đó, những cái ghe khóm nè các bạn, ở xa về ha, thì ở đây người ta sẽ chở vào, ta mua ở ngoài đó chở vào để lên chợ Cần Thơ bán các bạn nha. À. Chở dưa hấu nè, khóm thơm gì đó để lên chở về chợ Cần Thơ. Cho nên tuy rằng chợ nổi ở thời điểm này không còn thương hồ nhiều, không còn đông đúc nhiều các bạn, nhưng vẫn còn khách tham quan mua bán các bạn ha, cũng rất còn rất nhiều người đến để mua bán. Cái giá của cái những bà con thương hồ mua bán ở đây nó vẫn rẻ hơn so với những chợ ở Cần Thơ các bạn. Chính vì đó các anh chị ở đây cũng đến và lấy hàng đây các bạn ha, để về chợ Cần Thơ bán lại. Đa phần mình thấy ở đây là khách tham quan rất là nhiều, và thứ bảy chủ nhật thì có một số diễn viên nghệ sĩ đến để biểu diễn chơi các bạn ha, trên sông á, tại vì người ta thích cái không cảnh mát mẻ của sông nước như thế này. Người ta đến để giao lưu văn hóa ẩm thực các loại ở trên sông nước. Được nhiêu ký rồi chạy lên chốt nổi. Xe này nó yếu lắm cái gì mà có nhiều phóng nó rồi lên nó nổi. Thank you.
đây các bạn ha, ở đây là khu chợ nổi quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì khu chợ nổi vào thứ bảy chủ nhật rất là đông như thế này, khách tham quan du lịch cũng như bà con thương hồ đến tập trung để mua bán ở đây. Và hầu như mình thấy được cái cảnh là rất là nhộn nhịp của khách tham quan. Bây giờ này là khoảng 5 giờ sáng các bạn ha, thì cái số lượng khách rất là đông và rất là vui. Đông và vui như thế này. Để mình ra ngoài cho các bạn xem ha, ở ngoài thì rất là vui như thế nào. Và bà con thương hồ người ta bán khóm nè, các bạn thấy ở dưới ghe ha, có những cái khóm rồi những cái trái cây ở nơi xa đó là trở về. Các bạn thấy đây là mấy chị cũng đi bán về đây. Còn này là khách du lịch. Rất là vui ha. Cái người sinh hoạt ở dưới sông gọi là khách thương hồ các bạn. Người ta đi mua trái cây hay là mua rau củ. Rồi ở đây trước đây có một số cái người ta bán than củi đó các bạn ha. Ở trên đây anh người ta đang gọt trái cây như thế này các bạn, trái cây để bán. Còn ghe thì đậu ở có làng các bạn nha, đậu ở giữa sông luôn. Ghe của bà con thương hồ đậu ở giữa sông. Còn ghe khách du lịch thì chạy chung quanh. Người ta có cái quy ước đậu ghe các bạn. Đây còn các bạn này đi tham quan chơi. Ôi! Ôi! Rất là vui như thế này. Các bạn cũng quay đó các bạn ha. Đi tham quan giống như mình đi chơi vậy đó, thì người ta cũng quay để đăng lại những cái ký ức, những cái kỷ niệm. Đã. Thì cái khu chợ nổi là vậy các bạn, chợ nổi Cái Răng là vậy đó. Đây các bạn thấy nè, ở đây là những cái ghe chở khóm. Chở khóm hay là thơm các bạn ha. Khóm hay là thơm. Rồi khách du lịch đi như thế này. Đây là những toàn khách tham quan. Xin chào. Xin chào. Rồi cái cây ở trên thường mà trên những cái ghe người ta treo trái cây người ta bán đó các bạn, gọi là cây bẹo ha. Cây bẹo người ta bẹo, bẹo trái cây. Trái cây để người ta bán như thế này. Và có một số ghe đến ở những cái chợ nhỏ đó các bạn, người ta ra để người ta mua hay là đếm về để những cái chợ người ta bán lại. Cũng rất là vui như thế này. Những chuyến tàu du lịch thì có những cái chuyến lớn và những cái chuyến nhỏ các bạn nha. Bởi ở những cái khu vực khác nhau, giống như
ở Bến Ninh Kiều cũng đổ về đây một số khách du lịch, hay là Cồn Khương cũng có đổ về đây một số khách du lịch các bạn ha. Đó. Ở đây là cái chạy ghe rất là quen thuộc với khách của bà con đây. À, các bạn, đây là cái tàu máy nè. Thương hồ, khách thương hồ là cái khách mà ở dưới sông. À, ở đây một số bà con du lịch. Xin chào, dạ. Rất là dễ thương các anh chị đây các bạn ha. À. Đây là những cái chiếc ghe mà phải nói là cổ lô sĩ lắm rồi đó các bạn. Cổ lô sĩ, à, mình dùng cái từ cổ lô sĩ, nhưng mà tại vì cái ghe đó người ta bây giờ là xài composite không các bạn nha. Đó. Những chiếc ghe đó thì được tận dụng là cũng là một phần giống như về ký ức, hay là nó rất là hay. À, các bạn thấy nè, đó, rất là hay. Rất là hay là vậy. Bởi mình ở đây là ở trên ghe các bạn nha, nhưng mà mình đậu lại để quay review cho các bạn xem một cái đoạn như thế này, chứ nếu mà mình chạy thì nó sẽ rung ha. Đây là cái đoàn người lớn, là đoàn tàu lớn ha. Chào. Wow, rất là nhiều như vậy. Dạ. Cái này tại vì cái số lượng ghe ở trên để mua bán nó không có được nhộn nhịp lắm chú hè. So với cái khách tham quan á, tại con thấy cái số lượng khách tham quan nó đông quá nè. Mà dạ, nhân thương hồ động thì mới vui được. Thì trước thùng xe nó chưa có thông thương. À, xe nó chưa thông thương thì người ta mua bán dưới sông nó nhiều hơn. Dạ. Còn bây giờ là xe nó thông thương rồi, cho nên là dân thương hồ nó ít lại. Nhưng mà như thế này thì mình để thu hút cái dân thương hồ thì làm sao ta? Chứ nếu mà dân thương hồ ít quá thì nó sẽ cái du lịch của mình đó chú, nó sẽ không còn nhiều như ngày xưa nữa, không còn vui nữa. À, vậy đó. Chúng ta dùng nó khuyến khích dân đậu mua bán, khuyến khích Tết thì là mỗi ghe đều có quà. À, tặng quà ha. Dạ. Chứ cái ghe đó người ta bán gì chú hả? Khóm. Khóm. Cái này là thường là ở đâu về đây bán chú hả? Tỉnh đâu. Dạ. An Giang, Bình Phước, nhiều nơi tập trung về. Ở đây là còn thấy những cái đoàn du lịch này đa phần là chạy từ Bến Ninh Kiều về đây. Đó, mấy cái ghe đó Bến Ninh Kiều về đây hết. Cũng có rất là nhiều người đã đi du lịch này, đi xuống để tham quan chơi nè. Và xuống đó thì hầu như mấy cái người có ghe thuyền ở đó là hốt hết rồi chú, không được hốt rồi. Chú đứng đây là chú thua rồi đó. Có mối hết rồi đó. Hỏi tiền góp. Hỏi tiền góp là sao chú? À, tức là tâm là lấy tiền hết rồi đó.
thường là thứ bảy chủ nhật là đông ha. Những ngày thường thì nó không đông bằng, bởi vì cái thứ bảy chủ nhật ta đi khách du lịch đông chú hả, ta đi du lịch chơi nè đó. Dạ, cái này là thuộc quận Cái Răng rồi, nhưng mà phường gì, khu vực gì chú ha? Phường Lê Bình. Phường Lê Bình, quận Cái Răng. Đó. Rất là vui như thế này. Cũng có những cái ghe nhỏ người ta bán cà phê, bán bún, trái cây rồi nè, để khách du lịch ta ăn đó. Hay là những cái người thương hồ đi bán, người ta đói người ta ăn nè. Đúng là những cái đoàn du lịch rất là đông luôn nha. Nhưng mà cái khung cảnh mua bán thì còn không thấy được nhiều chú ha. Hầu như giờ này ta nghỉ mua bán hay gì rồi. Có chiếc ghe du lịch này đẹp quá nè. Đó, ghe du lịch này rất là đẹp. Đa phần là ở bến Cần Thơ chạy lên đây để tham quan. Khách du lịch ở những cái tỉnh khác đặt trước. Ôi, mấy cái số lượng khách du lịch mỗi ngày mỗi đông kìa. Quá chừng luôn. Đó, đông không? Quá chừng luôn. Vui quá chừng vui. Các nơi. Chính vì thế mà những cái chợ nổi như thế này nó không còn gọi là thịnh hành như ngày xưa nhiều hơn nữa, mà chỉ để cho khách tham quan du lịch thôi các bạn. Chợ nổi Cái Răng thì mình thấy cái lòng sông này cũng khá sâu và cũng khá lớn các bạn nha. Các bạn nhìn cái lòng, cái sông rất là lớn như thế này. Ở giai đoạn này, thời điểm này là khoảng 6 giờ sáng các bạn. 5 giờ mấy, 6 giờ sáng. Cái mặt trời đã mọc lên rồi ha, rất là rõ như thế này. Những chiếc ghe chạy đi bán, gọi là bán rong ha, bán dài dài vậy á, để có những người ta cũng mua hàng các bạn nha. Người mua hàng có thể là khách du lịch, cũng có thể là những anh chị em ở những chợ Cần Thơ hay là chợ nhỏ khác đến đây để mua hàng về phân phối lại ở những cái chợ của mình các bạn. Đây là dưới chợ, dưới chỗ cầu Cái Răng các bạn ha. Thì có một cái chợ thì thấy bà con mua bán rất là vui ở đây. Bà con
con rất là nhộn nhịp đông vui ở khu chợ này. Mình review trong chợ cho các bạn xem ha, cái cách mà bà con ở đây ở trong chợ như thế nào. Đây là quán cơm. Cái chợ này thì nằm dọc ở trong cái đường các bạn ha. Đó, nằm dọc ở trong cái đường như thế này. Đây là tôm tép sông nè. Biết phải không? Lê Bình, chắc có lẽ là chợ Lê Bình. Đó. Khu này bà con cũng mua bán rất là nhiều các bạn ha. Ở những cái khu vực khác nhau, giống như ở Bến Ninh Kiều cũng đổ về đây một số khách du lịch, hay là Cồn Khương cũng có đổ về đây một số khách du lịch các bạn ha. Đó. Ở đây là cái chạy ghe rất là quen thuộc cái cách của bà con đây. Đến đây xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Thương hồ, khách thương hồ là cái khách mở dưới sông. Ở đây một số bà con du lịch. Xin chào, dạ. Rất là dễ thương các anh chị đây các bạn ha. Đây là những cái chiếc ghe mà phải nói là cổ lũ sĩ lắm rồi đó các bạn. Cổ lũ sĩ, mình dùng cái từ cổ lũ sĩ
Nhưng mà tại vì cái ghe đó người ta bây giờ là xài composite không các bạn nha. Thành những chiếc ghe đó thì được tận dụng là cũng là một phần giống như về ký ức, hay là nó rất là hay. À, các bạn thấy nè, đó, rất là hay.